Students of Thái Nguyên University today welcomes two special guests, Eric Nadel and his wife Allison Gilkey, the two American film producer and director. During the visit this time, Eric and Allison brought with them the film Life's Worth Living, a film about the struggle of people with disabilities for equal rights. University students were all amazed by the film. Em thực sự là rất ấn tượng khi bộ phim có thể gộp được nhiều tư liệu như vậy, tại vì nhiều hình ảnh em thấy thật sự là rất xa rồi, nhưng mà vẫn có thể tập hợp lại để có thể làm nên một bộ phim rất hay như vậy. They didn't want to be there, and we wanted them free. The film tells the story of the struggle of people with disabilities after the World War II until the enactment of the Americans with Disabilities Act in 1990. Rare archival footage and the humanism of the film left great impressions on the students and even brought positive impacts to their thinking. Em có thấy khó quên nhất là hình ảnh của một cô bé bò lên cầu thang ấy ạ. Em thấy cô bé đấy có một sức mạnh rất là phi thường, một vị là rất phi thường và em rất là khâm phục cô bé ấy. Rõ thông điệp này muốn đưa đến người xem là tức là quyền bình đẳng ạ. Quyền bình đẳng với tất cả mọi người là đều là như nhau ạ. Và người khuyết tật thì cũng có quyền được sống như tất cả những người bình thường ạ. Khi mà chưa xem những cái thước phim này thì em có nhận định sai lầm về những cái người khuyết tật. Nếu mà em gặp họ ngoài đường thì em sẽ tránh họ ra. Nhưng mà sau khi xem những cái thước phim này thì em thấy nhận định của mình đã sai lầm và em nghĩ là em sẽ thay đổi. It took years for Eric and Allison to make the film that can be shown to students for 60 minutes. But it takes only 60 minutes to make the student change the awareness. The efforts of Eric and Allison have been paid off.